Em mới đi gọi là cà phê với bạn về à? Em đi một mình. Cái gì? Ok rồi. Không không không, em mới đi cà phê với bạn về hả? Em đi một mình. Ủa sao nghe em cao, anh nghĩ là còn hơn người mẫu của em. Em chưa mét, đủ. Mét 8 không? Không chưa đủ tiêu chuẩn. Em có mét 66 thôi. Mét 66. Anh thích số 66 lắm á. Bởi vì anh quê ở 66 Đồng Tháp. Hôm nay làm có 66 luôn đây ạ. Ở giấc này đi mua vé số nhỉ? Vâng. Giờ chúng thì sao đây? Chúng thì anh bị chia cho em. Chia đôi hay là gì sao? Chia đôi đấy, em lựa. Vậy thôi, hai đứa mình về một nhà đi để khỏi chia. Mình đặt B3, mình ở số 1 Phạm Huy Thông đúng không chị? Đúng rồi anh ơi, em ở cái chỗ Highland Coffee á. Highland. À ok ok, em gần đó đó, chị xuống đi nha, khoảng 1 phút nữa em tới. Vâng, ok anh. Ok ok. Ây da. Bây giờ là tôi nghĩ tôi đi ngược chiều anh em. Nó khoảng 20m ngược chiều. Ngược chiều có bị công an bắt không ta? Đất Hà Nội này cũng chưa dám đi ngược chiều. Ây da. Ây da. Tại vì con lương này nó dài lắm, cho nên là vòng lại nó đúng thời gian. Em về Hoàng Ngân đúng không? Chính phố Hoàng Ngân hả? Em mới đi gọi là cà phê với bạn về à? Em đi một mình. Cái gì? Ok rồi. Không không không, em mới đi cà phê với bạn về hả? Em đi một mình. Ủa sao nghe nó buồn vậy? Không, thích thì đi thôi nha. Mà đi một mình có cần phải mặc đồ đẹp vậy không? Em mặc bình thường mà đâu đẹp đâu. Đối với anh như vậy là siêu đẹp luôn á. Bây giờ đợi qua đường. Thang qua đường hơi chớp quớp. Em cao anh nghĩ là còn hơn người mẫu của em. Không, em chưa mét, đủ. Mét 8 không? Không chưa đủ tiêu chuẩn. Em có mét 66 thôi. Mét 66. Anh thích số 66 lắm á. Bởi vì anh quê ở 66 Đồng Tháp. Hôm nay làm có 66 luôn đây ạ. Ở giấc này đi mua vé số nhỉ? Vâng. Giờ chúng thì sao đây? Chúng thì anh bị chia cho em. Chia đôi hay là gì sao? Chia đôi đấy, em lựa. Vậy thôi, hai đứa mình về một nhà đi để khỏi chia. Không mà, anh gặp ba cô bán vé số, anh sẽ mua số 66 đó. Ngày mai anh sẽ mua. Còn hôm nay anh nghĩ là sổ rồi. Ở Hà Nội thì ít bán vé số. Ừ đúng rồi, Hà Nội anh thấy ít cực nhá. Anh thấy ít bán vé số dạo. Ra đây đúng không? Anh ra đây. Anh ra đây nói chung là anh mới ra hồi chiều. Cái bắt đầu tối anh đi chạy xe luôn, gặp em luôn. Thật sự luôn. Anh phải nói là may mắn ấy chứ. Anh định ra đây làm hẳn hay là... Anh đứng ra đây chạy xe hẳn. Sau này anh cũng ở gần đây á, cứ đi đâu ủng hộ anh nha. Tại vì mới ra á, cho nên là anh sợ ít khách á. Ấy cho nên là anh muốn tìm một lượng khách quen nhất định. Anh chạy để gọi là có một khoản thu nhập cố định á. Chứ để không có khách ra đây chết đói em ơi. Mà em cũng không hay đi xe ôm lắm. Không hay đi. Tự đi xe máy. Nhưng mà buổi tối thì đi đâu thì em đi, tại vì em bận ấy. Thế em cũng ngại đi buổi tối. Và đi xe máy. Vậy cho anh gửi lời cảm ơn cái sự lười biếng của em tối nay nha.
Em quê ở đâu? Em ở Bắc Ninh ạ. Bắc Ninh. Ở nhà có khai thác than không? Không ạ. À đâu, than là than Quảng Ninh chứ nhỉ? À, than Quảng Ninh. Anh nhầm. Còn ở Bắc Ninh là có quan họ đúng không? Dạ. À. Nhưng mà em không biết hát đâu anh. Ơi, yeah, ơi, tưởng đâu biết hát, hát cho anh nghe một câu. Anh miễn phí cuốn xe luôn. À, em biết hát, có tập thì em hát không hay. À. Sao? Lỗ tai anh nghe được mọi thể loại. Mà lý do đi cà phê một mình là chi vậy? Thích thì đi hả? Vâng. À. Không, lúc chiều em ở gần đấy thì em qua đấy ngồi luôn. À. Giờ con người ta sống sao anh thấy cô đơn nhỉ? Không, em thấy cô đơn đâu ạ. Em chỉ độc thân thôi chứ em không cô đơn. À. À. Hà Nội kiểu gì nhỉ? Sài Gòn là người ta đi chơi vui lắm. Ờ. Em có vào Sài Gòn chơi lần nào chưa? Hồi bé em có vào một hai lần với bố mẹ ở trong đấy nhưng mà đâu lắm vào. Chả nhớ ở trong đấy có gì nữa. Chừng nào vào Sài Gòn bảo anh nha, anh bay vô Sài Gòn rồi anh chở em đi. Anh nói thế thôi. Không, thiệt. Anh ra Hà Nội để chở em đó, nhưng mà em vô Sài Gòn em đi đâu anh bay vô Sài Gòn anh chở em. Anh phải làm nghề gì kiểu liên quan đến chém gió một tí để anh chém gió đi nhá. Anh có chém gì đâu. Còn đi học không? Em còn ạ. Em nhưng mà em sắp học xong rồi. Sắp học xong rồi chứ chuẩn bị đời vả rồi hả? Vâng. Anh bị vã 2 năm rồi. Vã sưng hết cả mặt. Đấy hả? Ờ. Chứ anh học trường gì ạ? Chứ anh học ngành cơ khí. Anh đi làm sale được lâu chưa ạ? Anh học ngành cơ khí. Anh đi làm sale được lâu chưa ạ? Anh đi làm sale được 3 năm rồi. Chung làm ngành cơ khí buồn á, cho nên em ra anh chạy xe ôm. Làm ngành cơ khí anh chỉ nói chuyện với mấy cục sắt thôi. Còn anh làm ngành xe ôm này á, là anh được nói chuyện với người đẹp như em. Ôi. Em học ngành tài chính ngân hàng, mấy sau đây cũng nói chuyện với cục tiền ạ. Ôi, nói chuyện với tiền hơi bị sướng nha. Không, em chẳng thích. Bây giờ em đi làm thêm cũng có liên quan gì đến ngành học thôi. Em đi thực tập mấy tháng, cảm giác chán lắm rồi. À. Ngày nào cũng đếm tiền mỏi cả tay à? Anh nghe, trước anh có xem một cái clip. Cái chị kia, chị ấy gọi là phải đi mua thuốc để sức mấy cái khớp này á. Cái bảo sao mà để ra nông nổi như này, cái cô bán thuốc hỏi á. Cái chị ấy bảo ngày nào cũng đếm tiền. Phải mua ngay cái nọ dầu thoa bóp cho chị bóp cái khớp tay con cái. Tổ thư ngày nào cũng bắt đếm tiền. Hôm qua chị 400 triệu, đếm từ 8 giờ đến 10 rưỡi. Khổ thế đi. Không đếm được đấy. Không đếm được cái hả? Không đi con máy đếm tiền mà. Còn cái kia chắc là clip hài thôi. Vậy ở đây đúng không em? Ủa, ở đây cũng có hai len cho em không ngồi? Không, lúc chiều tối nay em ở gần chỗ với chị Thanh đấy. Nhà em qua đi ngồi luôn. Tự nhiên mấy hôm nay lạnh, em sợ lạnh. Ở trong Sài Gòn thì chắc là nóng. Không, Sài Gòn thì ít khi nào lạnh. Bữa tối anh cởi trần anh chạy xe không à? Nó đùa. Đấy là có ai dám đi ạ. Nguyễn Thu Hà. Wow. Tên của em nghe nó đẹp mà người cũng đẹp nữa. Công nhận. Anh nói thế để cho em post năm sao đúng không? Ờ, đúng rồi đó. Về đây đúng không? Sao mà gần dữ ta? Nói chưa được gì hết tới nơi. Buồn ghê. Anh thì anh thích chở khách lâu cơ, chở mấy cút gần á, chút xíu cái nó hết. Bởi em biết sao không? Ê quá, thiệt thề luôn á, 1-2 tiếng mới có một người khách đấy em. Ờ, anh nghĩ tình hình này anh chạy xe ở đây không ổn rồi. Nhưng mà anh cũng mới ra đây làm mà.
Đường này bé mà lắm ô tô đấy nhở. Em thấy anh này không? Em không cần chỉ đường anh cũng biết. Số mấy em? Số 8. Của em 17.000. Anh bảo này, thì thật ra là anh có quay YouTube cho nên là anh sẽ miễn phí em chiếc xe này luôn, được không? Tại vì là anh sẽ đăng cái này nè, nãy giờ là anh có ghi hình lại, anh sẽ đăng lên kênh YouTube cho anh. Nên là gặp được em cũng có duyên này cho nên anh free em luôn. Gâu tiêu gâu gâu tiêu gì? Có muốn xếp không? Cái kênh của anh là về chủ đề gọi là chở người đẹp. Em sợ đang bị hai tay hả? Thôi gì để anh làm mời khúc này và anh sẽ cắt tiếng khúc này, được không? Hả? Cái gì? Đúng rồi. Thì trước khi đăng là anh sẽ chỉnh sửa cho nó hoàn thiện luôn. Chỉnh sửa hoàn thiện rồi anh mới gửi cho em xem. Em thấy em đẹp rồi, em thấy em dễ thương rồi, em duyệt rồi anh mới đăng. Anh có tâm lắm. Đó, thấy không? Đi xe được miễn phí luôn. Sướng còn gì bằng nữa. Không, chạy xe là chính. Gặp mấy khách nam anh vẫn thu tiền chứ, đâu ngu. Khi nào gặp khách nữ anh mới miễn phí thôi. Kiểu vậy đó. Thôi, cảm ơn em nha. Em đăng ký kênh cho anh mời em đi uống nước được không? Vậy thì em lại quá. Ok, bye bye. Ok, cảm ơn anh em đã xem clip của mình. Thì gặp một em gái khá là xinh, nhưng mà mời đi uống nước thì bị chớ quớt. Cho nên là bây giờ ra kiếm em gái khác. Nhớ like và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình nha anh em nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye.